Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thịnh Nguyên Vlog. Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì Thịnh Nguyên tiếp tục chia sẻ một số những cái nội dung liên quan đến phiên tòa Hàn Ni và Văn Sĩ vừa qua, cũng như là cái câu chuyện của chị Lan vẫn đang là một trong những cái câu chuyện cực nóng khi mà Đình Lan vẫn hàng ngày lên trên mạng xã hội để đưa những cái thông tin liên quan đến câu chuyện bà Nguyễn Phương Hằng. Mặc dù đó là cái vụ án của show Nguyễn Phương Hằng đã được xét xử và bà Nguyễn Phương Hằng đã đi thi hành án, nhưng bản thân của chị Lan chỉ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nhưng chị Lan vẫn đưa ra một số những cái nội dung và cho rằng đó là cái bản án của bà Nguyễn Phương Hằng vẫn phải là bị hủy đi, thậm chí là phải khởi tố thêm hàng chục YouTuber đồng phạm, bà Nguyễn Phương Hằng phải bị thêm tội danh. Điều đó cho rất là nhiều những cái cô chú anh chị khán giả, đặc biệt là những cái YouTuber cảm thấy vô cùng hoang mang. Bản thân em là một người cũng bị chị Lan nhắc tên và cũng cảm thấy khá là hoang mang về cái vấn đề này, thưa cô chú anh chị. Trước tiên đó là liên quan đến cái lời khai khi mà được hội đồng xét xử hỏi đối với Trần Văn Sĩ và Hằng Ni, trong đó có những cái chi tiết liên quan đến anh Sĩ mà có lẽ rằng không biết rằng là chị Lan là đã nghe chưa, nhưng mà có lẽ rằng nó sẽ là một trong những cái chi tiết mà bất lợi cho chị Lan trong khoảng thời gian sắp tới, khi mà cái tên của chị Lan cũng đã được xướng trong bản cáo trạng là cái tên vẫn đang bị BC02 cũng như là BA05 cùng phối hợp để mà tìm chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật. Mặc dù là chị Lan đã nói rằng là mình đã phối hợp với BC02, BA05 gì rồi, nhưng mà mình thấy rằng là những cái chi tiết này nó cũng khá là quan trọng. Thì không biết rằng quý vị khán giả đó đã xem cái đoạn video clip mà Trần Văn Sĩ bị xét xử. Lúc đó hội đồng xét xử có đưa ra cái nội dung trong một cái video clip của anh Sĩ với cái tiêu đề đó chính là bà Nguyễn Phương Hằng dùng chất kích thích để chửi nghệ sĩ cho đã miệng đó. Thì anh Sĩ có nêu ra một cái nội dung liên quan đến vấn đề nợ nần của công ty cổ phần Đại Nam. Lúc đó thì anh Sĩ cho rằng là nợ nần nợ ngân hàng nhà nước đâu đó 12.000 tỷ, rồi cho đến là những cái khoản nợ từ Malaysia, từ gọi là Trung Quốc mà lúc đó là đi vay mượn gì đó. Nhưng mà anh Sĩ thòng một câu, cái câu thòng này cũng chính là cái câu mà cho chúng ta thấy rằng là cái sự nói láo mà không biết ngưỡng miệng của anh Sĩ đó. Anh nói rằng là tất cả những cái thông tin này là chưa được kiểm chứng, nhưng mà là một luật sư mà lại dám đưa cái thông tin mà chưa được kiểm chứng lên trên mạng xã hội như một cách đúng rồi. Thì đối với cái câu chuyện mà Đại Nam nợ nần, nếu như nói rằng là anh Trần Văn Sĩ với nội dung clip này vi phạm, thì có lẽ rằng chúng ta phải nhắc đến chị Lan. Bởi vì Đinh Lan đó không chỉ nói Đại Nam nợ nần 12.000 tỷ đâu, mà Đinh Lan còn nói Đại Nam nợ nần lên đến 30-40.000 tỷ và hết khả năng chi trả rồi. Thậm chí là Đại Nam đã bị sang tên đổi chủ. Không biết rằng cô chú anh chị còn nhớ đoạn clip này hay không. Trước tiên đó thì Thanh Nguyên xin mời quý vị chúng ta cùng nghe lại cái đoạn clip này, xem rằng chị Lan, giữa chị Lan và anh Sĩ, ai đưa thông tin nó ghê gớm hơn ha cả nhà ha. Anh Sĩ chỉ nói là Đại Nam nợ 12.000 tỷ từ phía ngân hàng nhà nước, rồi những cái khoản nợ khác từ gọi Malaysia, từ gọi là Trung Quốc, bà Nguyễn Phương Hằng hay là Huỳnh Đi Dũng gọi là đã vay mượn khách hàng gì đó mà anh Sĩ chưa thống kê được, rồi là thông tin chưa kiểm chứng mà dám đăng lên mạng. Thì còn chị Lan thì chị khẳng định chắc nịch 100% luôn, bà Nguyễn Phương Hằng ở tù chung thân, không chung thân, đi Lan đi đầu xuống đất. Thì xin mời cô chú anh chị chúng ta cùng nghe lại đoạn video Đinh Lan đã tự tin như thế nào, và so sánh giữa hai cái nội dung của anh Sĩ và chị Lan thì ai ghê gớm hơn ha cô chú anh chị. Xin mời quý vị. Ngày hôm nay Đinh Lan sẽ tống phạt Đinh Hằng, bà Nguyễn Phương Hằng, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, thì vào tù. Vợ của ông Dũng là Vôi, hiện tại Đại Nam bây giờ đã bàn giao cho chủ mới, khẳng định 100% Đại Nam đã bàn giao cho chủ mới, khu du lịch Đại Nam đã bàn giao cho chủ mới. Hiện tại bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền là tên thường gọi là Nguyễn Phương Hằng đã nợ là hơn 17.000 tỷ, chính bản là người ký nhận. Rồi bây giờ cái khu dân cư ở chân thành Bình Phước thì hiện tại bây giờ nó có 400-500 đơn thư tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về cái tội là lừa đảo bán đất khi mà có ông Võ Hằng Yên ở đó.
bây giờ toàn bộ ở cái khu mà Thủ Dầu Một Bình Dương, đất vàng Thủ Dầu Một Bình Dương cũng kiện tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, lấy tiền của người ta đi ăn chơi, đi cho chai, cho đủ thứ hết. Bây giờ là bà Nguyễn Phương Hằng không bị tội tù chung thân, Đinh Lan đi đầu xuống đất nói tuyên bố thẳng luôn, bà Nguyễn Phương Hằng không bị nhốt được. Đinh Lan nhắc lại, ngày 26 tháng 6 năm 2021, bị can Nguyễn Phương Hằng bị Dũng là vô đuổi ra khỏi Đại Nam. Cho nên tất cả ngày 26, là đêm 26, lái chiên trên ô tô, trên cái chiếc Rolls Royce. Rồi 27, 28, 29, 30 và 11 tháng 7 đều lái chiên trên ô tô. Đến khi Đinh Lan làm cái clip phát hiện ra là về việc là bị đuổi ra rồi, cho nên mới quê mới tìm cái trung tâm tiệc cưới thành lễ, một góc trung tâm tiệc cưới thành lễ để lái chiên cho đến ngày bị bắt. Làm dựng một cái cảnh, những cái rèm cửa, những cái phong nền y hệt như vậy, sổ đỏ tân ký, sổ đỏ một sòi này nọ, còn không bao giờ được vào trong cái ngôi biệt thự của Đại Nam. Trong Đại Nam nó có cái khu, phía sau đó nó có cái khu biệt thự mà hay tổ chức những tiệc tùng, rồi phòng khách rất là hoành tráng, rồi có những cái đồng hồ, rồi những cái ngà voi này nọ, hết rồi, dồn cái đó hết vô trong trung tâm tự cưới rồi. Vì nơi đó là lúc đó là bị thanh tra. Là kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2021, Nguyễn Phương Hằng không được bước vào Đại Nam luôn. Không được bước vào Đại Nam. Nhưng sau này khi bước vào tổ chức sinh nhật, ngày 26 tháng 1 năm 2022, tổ chức sinh nhật đó là tổ chức ở đâu biết không? Không phải trong hội trường đâu, mà tổ chức trên cái hàng lang của phố đi bộ ở trong cái khu du lịch Đại Nam. Tên con quyền hành gì nữa đâu, bị tống cổ ra ngoài đây. Bà Hằng bị bắt về cái tội lớn hơn, chứ phải do mấy cái tội chửi trên mạng. Cái tội đất đai của bà nợ mấy chục ngàn tỷ không có khả năng chi trả đó, bà Hằng tù chung thân luôn á, nợ nần tùm lum như chú trưởng cái nhà số 6B Nguyễn Thông mất tiêu rồi, giang hồ xiết nợ rồi, Đại Nam thì bàn giao cho người ta rồi, bây giờ không còn biệt thự Đại Nam nữa. Mọi người nhìn vậy là mọi người đủ hiểu là Đinh Lan nó đúng hay nó sai à. Những cái việc mà bà Hằng phát ngôn trên mạng rồi lại bêu xấu làm nhục hết mọi người, mục đích của bà Hằng chính là để quậy phá chính quyền rồi. Tại vì cái án mà của bà Hằng bị chịu trong cái vấn đề này á, rất là lớn. Đó là bà Hằng đã vi phạm những cái nợ kinh tế của ngân hàng, mà số nợ mất khả năng chi trả sẽ bị kết án đến tù chung thân. Cho nên bây giờ cho dù có quậy đi chăng nữa thì án cao nhất là chung thân, chứ nó không có cái án nào cao nhất cho cái án kinh tế như thế này. Cho nên cho dù bây giờ có quậy thêm chính quyền, có quậy thêm bêu xấu người này người kia nữa, thì nó cũng chung là án chung thân thôi. Đó. Nhưng mà cái tội về án kinh tế của bà Nguyễn Phương Hằng bên Đại Nam là hơn 30 ngàn tỷ, thì bà Hằng sẽ chịu một cái án mất khả năng chi trả, chịu một cái án là tù chung thân. Nhưng tù chung thân mà cộng thêm với người Hằng Ni 7 năm tù, hoặc là Đức Hiển 7 năm tù, hay Đinh Thị Lan 7 năm tù, hay là Bình Hưng 7 năm tù. Tôi Đinh Thị Lan nói lại bà Hằng Nguyễn Phương Hằng và ông Quỳnh Huy Dũng nợ hơn 30 ngàn tỷ mất khả năng chi trả. Bà Nguyễn Phương Hằng bị tù chung thân. Con Hằng cuồn cuộn kia, mày yêu không được Võ Hoàng Yên, mày đem tiền cho trai, đến cuối cùng bây giờ mày đẩy cái tội vạ đó lên 9 tháng trời, mày chửi hết người này tới chửi người kia nha. Tôi là Đinh Thị Lan, soạn YouTuber nó tới đây tao khá là tại chỗ luôn. Chúng là đã nghe lại cái nội dung mà cực kỳ tự tin của chị Lan khi mà nói rằng là Đại Nam đổi chủ rồi, Đại Nam nợ vài chục ngàn tỷ, bà Nguyễn Phương Hằng phải đi tù chung thân, sang tên đổi chủ luôn rồi. Cực kỳ gọi là tự tin của chị Lan. Nếu mà không đúng thì Đinh Lan đi đầu xuống đất. Chúng ta thấy rằng là nguồn tin từ đâu? Bản thân của anh Sĩ thì anh nói rằng là anh chưa được kiểm chứng, nhưng mà anh dám đưa lên mạng để Đinh Lan, nhưng mà Đinh Lan đã chắc chắn rồi. Thưa cô chú anh chị, vậy thì đối với anh Sĩ nội dung kia là vi phạm pháp luật, vì phía hội đồng xét xử đã giải thích cho anh Sĩ hiểu rất là rõ, và sau đó anh Sĩ cũng đã phải nhận tội với tất cả những cái nội dung của mình. Thưa quý vị, hội đồng xét xử cho rằng là bản thân anh Sĩ là một luật sư, rõ ràng biết cái thông tin chưa được kiểm chứng mà dám đăng tải trên không gian mạng, và thậm chí là cái thông tin đó là bất lợi cho bà Nguyễn Phương Hằng. Nếu nói rằng là theo cái lời gọi là phản biện của anh Sĩ, anh ta là nói rằng là mình chỉ đưa những cái thông tin ngược lại để cân bằng cái thông tin bà Nguyễn Phương Hằng đã đưa ra.
thì phía hội đồng xét xử cho rằng là mình không thể lấy cái sai của mình để mình đi đáp trả cái sai của người khác. Nếu như mà muốn phản biện bà Nguyễn Phương Hằng thì những cái nội dung bà Nguyễn Phương Hằng đưa ra, ví dụ bà Nguyễn Phương Hằng nói rằng là luật sư của Võ Hoàng Yên ngu, thì anh Sĩ là một luật sư hay là một người muốn phản biện thì chỉ đưa ra những cái thông tin ngược lại và cho rằng là cái thông tin bà Nguyễn Phương Hằng đưa ra là không đúng thôi, chứ không có cái quyền mà lấy cái sai của mình lại đi đáp trả người khác. Như vậy là cả đôi bên đều sai, không có bên nào đúng hết chú anh chị. Cho nên là mình thấy rằng là khi mà Linh Lan đi tố cáo hàng chục YouTuber đó, thì mình thấy rằng là có rất là nhiều điều nó hoàn toàn sai ở đây, và cũng chính là cái lý do tại sao mà người ta không có xử lý một số những cái anh chị YouTuber phản biện chị Lan đó. Bởi lẽ rằng người ta chỉ phản biện rằng những cái nội dung Đinh Lan đưa ra là hoàn toàn không đúng, như là cái phiên tòa ngày 21 tháng 9 này, là hoặc là cái thông tin liên quan đến vụ án của Hằng Ni. Đinh Lan nói là phải án treo hay là trả hồ sơ, hay là cho đến những cái diễn biến của phiên phúc thẩm mà vừa mới được công bố ngày 11 tháng 3 là phiên phúc thẩm ba người trợ lý. Trước đó thì chúng ta thấy như thế nào? Đinh Lan nói rằng là đã được xét xử kín, Đinh Lan nói là đã hủy án rồi phải áp giải bà Nguyễn Phương Hằng ra cái phiên tòa ngày 1 tháng 3 vừa qua, thì chúng ta thấy là những cái thông tin Đinh Lan đưa ra là hoàn toàn sai sự thật. Cô chú chính trị, cô chú anh chị, rõ ràng là nó hoàn toàn sai sự thật hết. Như vậy thì cái vấn đề mà một số các YouTuber phản biện Đinh Lan nó hoàn toàn gọi là hợp lý, với tất cả nội dung Đinh Lan ra đưa làm rất nhiều người cảm thấy rất là vô cùng hoang mang. Đấy là chỉ một thông tin mà Thanh Nguyên gọi là ví dụ cho cô chú anh chị chúng ta nghe thôi, chứ còn lại đó Đinh Lan và đồng đội của mình, kể cả trong đó có anh Lọt Gia Trần Đình Thu đó cô chú anh chị, đưa ra những cái thông tin mà nghe nói mình nghe thôi là mình đã thấy rất là buồn cười rồi thưa quý vị. Nhưng mà cho đến giờ này thì theo thông tin từ phía cơ quan chức năng thì vẫn chưa đủ những cái thông tin hoặc là cái chứng cứ gì để xử lý chị Lan, thì mình cảm thấy là vô cùng bất ngờ. Bởi vì so sánh giữa hai cái thông tin đưa giữa anh Sĩ, đơn giản là giữa anh Sĩ và chị Lan thôi, mình thấy rằng là Đinh Lan đưa thông tin nói chung là nó cực kỳ kinh khủng hơn anh Sĩ rất là nhiều luôn cả nhà. Nói tới gọi là vu khống và xuyên tạc bà Hằng hay là ông Dũng hay là Đại Nam thì Đinh Lan số 1 không ai dám nhận số 2 luôn. Đinh Lan số 2 không ai dám nhận số 1 luôn cô chú chị. Đinh Lan mà số 2 là không ai dám nhận số 1 luôn. Không biết rằng quý vị gọi là đánh giá như thế nào đối so sánh với hai cái nội dung này, thì anh Sĩ nặng hơn hay là Đinh Lan nặng hơn. Nhưng mà chị này hiện tại là vẫn còn đang rất khá là tự tin luôn, khá là tự tin cho những cái nội dung mình chuẩn bị kháng cáo trong cái phiên phúc thẩm sắp tới đây. Bên cạnh đó thì Đinh Lan nói rằng là Hằng Ni là chung là không còn gì để mất rồi. Thì theo Thanh Nguyên tham khảo được thì nếu như mà cho đến thời điểm này mà bản thân Hằng Ni nha, mà cô ấy đi thi hành án ngay lập tức thì cái khả năng giảm án cũng khá là thấp thưa quý vị. Bởi vì nếu thi hành án thì cũng phải đầu tháng 4, khi mà làm những cái thủ tục xong đó cả nhà, thì đầu tháng 4 là người ta đã xem xét về cái vấn đề để mà giảm án rồi. Mà ngay lúc này mà Hằng Ni làm thủ tục đi thi hành án đó thì nó cũng không đủ, nó cũng không đủ để mà người ta xem xét, cho nên là khả năng cô ấy phải chung đủ 18 tháng tù luôn. Có nghĩa là kể từ khi xét xử thì Hằng Ni phải thi hành án thêm hơn 5 tháng nữa, hơn 5 tháng nữa. Bởi vì Hằng Ni cũng đã ở hơn 1 năm rồi cả nhà, 1 năm đâu mấy ngày rồi ha. Từ ngày 24 tháng 2 thì tới 24 tháng 2 này là 1 năm, và 24 tháng 3 có nghĩa là 1 năm 1 tháng. Và bữa nay thì chỉ mới gọi là mùng 3 tháng 3 thôi. Cho nên là bản thân của Hằng Ni khả năng cao thì cô này cũng phải chung đủ 18 tháng tù luôn, không có cái câu chuyện được giảm ở đây. Còn anh Sĩ thì khả năng là anh ấy sẽ ở hết năm 2024 rồi dịp Tết Nguyên Đán thì mới có cái tình huống được xem xét ha cô chú anh chị. Thì ngay cái thời điểm này, so sánh giữa cái câu chuyện của cái vấn đề vi phạm của anh Sĩ và cái thông tin mà chị Lan đưa ra, bản thân chị Lan tự tin rằng là mình không có vi phạm đó, thì mọi cái ý kiến
và mọi bình luận, Thanh Huyền xin phép để lại cho cô chú anh chị chúng ta bình luận rằng là chị Lan là cùng với anh Sĩ thì ai là người mà đáng bị xử lý hơn, thưa cô chú anh chị. Xin mời cô chú anh chị để lại ý kiến của mình. Xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất, được lấy từ rừng tràm U Minh, 100% nguyên chất nha cô chú anh chị, bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít là 750.000 miễn phí ship, 1 lít là 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô, tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký, nửa ký thì cũng là 750.000 luôn, 1 ký là 1,5 triệu miễn phí ship. Tiếp theo thì là trà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha, nửa ký là 800.000, 1 ký là 1,6 triệu, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, trà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Các vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình, 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.